Trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có từ 50 đến 60 xe đầu kéo với hàng nghìn tấn hàng hóa các loại được lưu thông theo chiều Việt Nam, Lào và ngược lại. Theo đúng quy định phòng dịch bệnh COVID-19, tài xế di chuyển từ Lào sang Việt Nam sẽ phải cách ly 14 ngày tập trung và tự theo dõi 14 ngày tại gia đình. Thế nhưng nhờ có mô hình đổi xế, đổi đầu kéo được thực hiện ngay tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tài xế khi lưu thông theo hướng Lào, Việt Nam chỉ cần khai báo sức khỏe, đảm bảo đúng yêu cầu y tế, đưa xe vào khu vực tập trung và quay trở về Lào. Xe sẽ được tài xế Việt Nam tiếp nhận và lưu thông tiếp trong địa phận Việt Nam. Đối với các phương tiện vận tải thì chúng tôi sẽ thực hiện cái biện pháp, tức là khi xe đến khu vực cửa khẩu Lao Bảo thì chúng tôi đã phun thuốc khử trùng phương tiện để đổi tài xế. Tài xế từ Việt Nam lên sẽ lái phương tiện đó về qua khu vực kiểm tra hàng hóa và về Việt Nam. Còn lại phương tiện, người điều khiển phương tiện từ Lào về Việt Nam thì chúng tôi đã xử lý phương tiện trong thì họ sẽ quay trở lại Lào và phương tiện vận chuyển qua Lào lại. Thực hiện theo quy định của Ban phòng chống dịch, tức là tất cả các quy định của Bộ Y tế và Ban phòng chống dịch của quốc gia. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp nhằm, thứ nhất là vừa phòng chống dịch có hiệu quả, thứ hai là cũng vừa thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế cho địa phương. Không chỉ đổi tài xế, đầu kéo cũng sẽ được đổi ngay tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nếu cần thiết. 2 năm kể từ khi triển khai mô hình này, ước tính hàng nghìn lượt xe và hàng hóa đã tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa của 2 chiều qua cửa khẩu. Quan trọng hơn, điều này đã đáp ứng được mục tiêu kép được tỉnh Quảng Trị đề ra, đó là vừa đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đây là một cái sáng kiến bắt nguồn từ tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi thống nhất với lãnh đạo của tỉnh Savannakhet và sau đó triển khai, và cái sáng kiến này đã được nhân rộng trên toàn tuyến biên giới. Và đây là một cái giải pháp hết sức, tôi nghĩ là hết sức sáng tạo, đảm bảo rằng là người vẫn được kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch bệnh, nhưng mà hàng hóa vẫn được luân chuyển một cách thuận lợi qua biên giới. Để đây là một cái giải pháp mà đáp ứng được cái mục tiêu kép, nghĩa là vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo là phát triển kinh tế xã hội, để cho hoạt động kinh tế xã hội được diễn ra một cách bình thường. Mô hình đổi tài xế, đổi đầu kéo hiện đã được áp dụng ở tất cả các cửa khẩu bởi hiệu quả của mô hình đã mang lại. Cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu vẫn được đảm bảo, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà trong tình hình hiện nay.